sinh nhật của bạn. Hôm nay chúng ta là đến với một cạm bẫy trong thế trận rất thường được hay sử dụng trong thực chiến, đó là trung pháo quá hà xa đấu bình phòng mã, bình pháo đổ xa. Có thể nói thế trận bình phòng mã là một thế trận mạnh nhất để chống lại pháo đầu bên tiên. Vì thế nên người ta đã có rất là nhiều nghiên cứu và tạo ra rất là nhiều cạm bẫy, và cạm bẫy mình trình bày ngày hôm nay là một trong số đó. Xin kính mời các bạn cùng nó xem. Bước đầu tiên mà bên tiên lựa chọn đó là pháo 2 bình 5. Đây tiếp chiều bằng mã 8 tấn 7, đó tiếp tục mã 2 tấn 3. Đang sẽ 9 bình 8, đó sẽ 1 bình 2. Đây thì đang lựa chọn phương án tấn thất bình, nghĩa là bình 7 tấn 1. Đỏ vội tiến xe qua hà. Đang tiếp tục chơi là mã 2 tấn 3, hình thành thế trận bình phong mã. Đỏ tiếp tục mở bình 7 tấn 1. Đây, bình pháo ra biên, mời đổ xe. Thì lúc này xe bình vào lô 3. Đến đây thì thấy hai bên đã hình thành thế trận là tiên trung pháo qua hà xa đối với lại bình phong mã, bình pháo đổi xa. Đang tiếp tục chơi là pháo chiến thứ một để mục đích tiếp tại bình vào lô 7 và đánh đuổi con xe ở đường 3. Đó vẫn tự nhiên phát triển mã 8 tấn 7. Đang chơi phòng thủ trước là sĩ 4 tấn 5. Đỏ chơi pháo 8 bình 9 thì bước kế tiếp có thể là lộ mặt xe. Đang ở bình xe ra trước, đỏ cũng ở bình xe theo. Lúc này thì đang mới là bình pháo đầu đuổi xe đường 3 của đỏ, thì đỏ chơi là xe 3 bình 4. Lúc này thì đang thấp tốc lên phía con tốt của đường 7, đỏ bình 3 tấn 1. Đang tiếp tục chơi là mã 7 tấn 8, đang dùng mã truy đuổi xe. Như thế đến đây nếu mình đỏ lựa chọn phương án là xe tấn 2 truy đuổi pháo thì sẽ không được, tại vì lúc này pháo 2 sẽ thối 1, bắt buộc xe phải chạy đi, thì lúc này là pháo thể ăn mã và lợi mã. Còn nếu như mà xe bình qua lộ 3 để truy đuổi là pháo thì lúc này mã sẽ lập tức thối về lộ chính, dùng mã giữ pháo và truy ngược lại xe. Nếu mà xe chạy qua lộ 4 thì tất nhiên pháo sẽ ăn mã, còn nếu như mà thối 1 thì lúc này chỉ cần chống tượng lên xe này chạy đi và mã này cũng sẽ mất. Do vậy ở bên đỏ lựa chọn một phương án hay hơn, đó là chơi ở tốt 3 tấn 1 phế mã đường 3. Anh nói là nó phế mà thật ra đây là chiêu bỏ trước đoạt sau, có nghĩa là lúc này pháo đen tấn lên ăn mã thì lúc này pháo lỗ 5 sẽ ăn chiếu tướng, bắt buộc mã ăn lên, sau đó thì lại bình pháo qua ăn pháo. Như thế đến đây lực lượng của bên đỏ bị thuộc một quân, nhưng bù lại là có tốt đang truy đủ mã và xe đang truy đủ mã thì chắc chắn là bên đang sẽ thiệt làm quân. Nhưng đến đây thì đang tung ra đòn tiếp theo, đó là dùng mã 8 tấn 9 đang truy đủ pháo. Bên đỏ cũng không vừa, bình xe lại truy đủ lại xe. Như thấy xe không thể ăn lên được tại vì pháo sẽ ăn thẳng xuống tượng và chiếu sát nên xe phải vào góc. Đỏ lại tiếp tục hung dữ bình qua tốt tiếp tục đuổi xe. Như thế đến đây nếu mình đang lựa chọn phương án là chạy xe đi thì tất nhiên xe đỏ sẽ thối về ăn mã và bên đỏ chiếm tiền rất là lớn tại vì có một tốt qua sông. Như vậy thì đến đây bên đang không bị động chạy xe nữa mà quyết tâm chơi mã chiến tấn 7 ăn pháo, bỏ luôn con xe ở đường chính. Cái này thì xe đỏ tấn xe ăn xe, và việc bỏ trắng một con xe ở đường chính là một điều rất là táo bạo, và chúng ta hãy đón xem bên đang có diệu kế gì mà có thể là hy sinh con xe. Đang tiếp tục chơi mã 5 tấn 4, mục đích kế tiếp nếu mà mã đỏ ăn lên thì tất nhiên pháo sẽ bình vào trong lộ chiếu lập tức và bắt chết lại xe đỏ. Và với lực lượng làm xe pháo mã so với xe mã thì bên đang lợi rất là lớn. Như vậy đến đây bên đỏ không thể nghĩ đến chuyện là dùng mã 7 tấn lên ăn mã của bên đen được, mà sẽ nghĩ là hai phương án. Phương thứ nhất là có thể là chạy mã đi, còn phương án thứ hai có nghĩa là dùng xe ăn thẳng pháo để nếu xe ăn lên thì mã này sẽ ăn lên mã, và mỗi bên còn nhiều xe mã nhưng mà bên đỏ sẽ được lợi về hai bên. Thì ra sát phương án thứ nhất đó là chạy mã đi, đó mã thối về lộ năm, vừa chạy mã khỏi chân mã và đồng thời là ngăn cái đường tiếp theo của đang sẽ là bình vào chiếu tướng bắt chết xe. Đến này thì đang lại chơi bộ ngữ công tắc hai, đó là tiếp tục bình pháo vào lộ năm, bỏ luôn xe ở đường hai. Như thế đến này nếu mà bên đỏ tấn xe xuống hai xe thì tất nhiên không thể nào đỡ nổi nước tiếp theo của đang, đó là mã 4 tấn qua lộ 6 đang dọa là để xuống mà 7 chiếc lộ 7 chiếu sát. Chỉ còn một cách duy nhất đó là phải
kéo xe về. Thì lúc này mã chỉ đơn giản là ăn xe, và mình đang vẫn còn có nước là mã 6 tháng 7 chưa tướng sẽ cục. Mình đỏ lúc này đành phải buông cờ. Cho vậy ta thấy sau một nước đi rất táo bạo của bên đen, đó là bình pháo vô trong lộ, thì tất nhiên xe đỏ không dám tấn xuống ăn xe. Và một phương án khác bên đỏ cũng có thể nghĩ tới, đó là chơi tượng 7 tới 5 để mà phế xe. Thì đến đây với hy vọng là sau khi ăn mã thì lực lượng bên đỏ còn xe mã, bên đen còn xe phó mã, nhưng đỏ vẫn còn hai tốt thì có thể tương lai có thể là cầm hòa được bên đen. Nhưng thật ra thì đến đây bên đen lại không chơi cái việc là tấn xe xuống xe, mà lại chơi một nước rất là độc, đó là thúc mã về ăn tốc độ, còn quyết tâm đánh bí bên đỏ cho bằng được. Tất nhiên đến đây thì xe đỏ bắt buộc phải ăn xuống xe. Như thế đến đây thì bên đen mã ở lô 5 có thể là nhảy 2 điểm để hàm sát điểm thứ nhất là lô 3 và điểm thứ hai là lô 7. Như thế nếu mà bên đen chơi là mã 5 thối về lô 3 ăn tốt để bước kế tiếp hàm sát thì đó cũng điều rất là sai lầm, tại lúc này xe sẽ thối về. Nếu mà mã có phản chiếu thì xe sẽ đem vào cản, nếu mà mã sau nhảy qua cũng đang hàm chiếu thì tiếp tục xe còn lại đem về cản. Đến đây thì bên đỏ đã bị tiêu hoàn toàn thế tấn công của bên đen. Cho vậy ta thấy bước nhảy mã về lô 3 ăn tốt là bước đi không chính xác. Lúc này bước đi chính xác phải là nhảy mã về lô 7, vẫn đang hầm là nhảy xuống lô 6 và chú tướng sát cục. Như thế đến đây bên đỏ sẽ có hai đường đỡ. Đường thứ nhất là thối xe về 7 nước để canh trước cái đường mà nhảy qua lô 6 của bên đen. Nhưng thật ra thì mã lô 4 vẫn nhảy qua lô 6 và đang hầm hai đường, đó là đường nhảy qua lô 7 và đường nhảy qua lô 4. Bên đỏ thấy nhưng không làm gì được. Còn cách phòng thủ thứ hai đó là không thối về 7 nước mà thối về 8 nước. Thì đen vẫn nhảy mã qua lô 6 chú tướng bắt buộc xe phải đem vào cản. Sau đó lại tiếp tục trong một đoạn rất hay, đó là mã 4 tấn 5 ăn thẳng vào tượng. Như thấy bước đi kế tiếp của bên đen rất rõ ràng, đó là nhảy mã 5 tấn vào lô 3 dùng cả pháo và cả mã chiếu lưỡng tướng. Với một đơn xe của đỏ thì không thể nào mà phòng thủ được cả hai đường. Do vậy tất nhiên đỏ sẽ bại và sẽ xem phương án thứ hai dành cho đỏ. Có nghĩa là lúc này không có chơi lựa chọn phương án là nhảy mã về cung mà lựa chọn phương án là xe tấn xuống ăn pháo. Tại vì như ta thấy nếu mà xe đen tấn ăn lên thì mã sẽ tấn lên ăn mã đen, và lực lượng là xe mã như nhau mà bên đỏ thời được hai tốt thì phương án này cũng xứng đáng là một lựa chọn. Nhưng bên đen lại không nghĩ như thế và vẫn tiếp tục hy sinh con xe ở đường hai, nhảy mã qua bên lô 6 đang hầm lại nhảy xuống lô 7 và chiếu tướng sát cục. Hành đỏ bắt buộc phải chơi là xì 6 tháng 5. Thì lúc này mã lại tiếp tục nhảy qua lô 7 chiếu tướng bắt buộc tướng với mình ra, sau đó mới lại tấn xe ăn xe. Như thấy gần đến đây thì đang ưu tuyệt đối với một xe hai mã, bên đỏ thì còn một xe một mã, thì có lợi được hai bên nhưng mà phải chống đỡ với nước tiếp theo của mình đang, đó là xe 2, bên 4. Như thấy nếu mình đỏ lựa chọn là xì 6 tháng 5 để chống thì cũng được, tại vì xe sẽ tấn xuống và bắt mã, đồng thời đang hầm nếu mã ra đi thì sẽ ăn vào hiếu sát. Do vậy đỏ chỉ còn cách là phải thối xe về. Thì đen vẫn bình vào chú tướng. Như thấy thì đỏ sẽ có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là bình xe qua đấu và lựa chọn thứ hai là tấn mã lên. Xét thứ nhất đó là xe bình qua đấu thì lúc này đen không vội ăn xe và lúc này thối về ăn tốt đầu. Như đỏ tiếp tục tăng xuống ăn xe, lúc này mã sang mã chiếu tướng và bắt lại xe. Đến đây thì bên đỏ lực lượng đã hết lực lượng tấn công và bên đen thì còn hai mã, chắc chắn là bên đỏ sẽ bại. Còn lần thứ hai cũng tương tự với trường hợp là xe không bình qua đấu mà mã tấn lên thì mã đen vẫn thối về ăn tốt. Như thế này bên đen vẫn dọa nước là mã 5 tấn vào lô 3 chiếu tướng và bắt chết mã, chống sỉ lên cũng vô ích, tại vì lúc này chỉ đơn giản là xe ăn thẳng xuống mã, nếu mà xe ăn qua thì mã sẽ nhảy chiếu và bắt chết lại xe. Do vậy đến đây thì đỏ đi kiểu gì cũng bại gục. Một con máy rất là hay trong tiếp trận pháo đầu quá hai xe đối với bình phong mã, bình pháo đổi xe, đặc biệt là từ nước đi mà bên đang quyết định là phế xe lộ chiến và dùng mã ăn pháo, sau đó thì mở ra một cuộc tấn công rất là dữ dội về phía bên đỏ.
clip ngày hôm nay của mình đến đây cũng xin tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.